Mời quý vị lắng nghe lời Chúa. Thứ tư, tuần thứ hai mùa thường niên, ngày 17 tháng 1 năm 2024. Bài suy niệm của Học viện Teresa Avila, dòng nữ Đa Minh Gò Vấp. Tin mừng theo Thánh Marco chương 3. Đức Giêsu lại vào hội đường. Ở đó có một người bị bại tay. Họ rình xem Đức Giêsu có chữa người ấy ngày Sa-bát không, để tố cáo người. Đức Giêsu bảo người bại tay: "Anh trỗi dậy, ra chữa đây." Rồi người nói với họ: "Ngày Sa-bát được phép làm điều lành hay điều dữ, cứu mạng người hay giết đi." Nhưng họ làm thinh. Đức Giêsu giận dữ rào mắt nhìn họ, buồn khổ vì lòng họ chai đá. Người bảo anh bại tay: "Anh giơ tay ra." Người ấy giơ ra và tay liền trở lại bình thường. Ra khỏi đó, nhóm Pharisêu lập tức bàn tính với phe Herode để tìm cách giết Đức Giêsu. Bài tin mừng hôm nay là cao điểm của các cuộc tranh luận giữa Đức Giêsu với những người biệt phái. Đỉnh cao của sự đối chọi là việc người Pha-ri-sêu đã rình mò xem Đức Giêsu có chữa bệnh ngày Sa-bát không, để tìm dịp tố cáo người. Trước tình hình đó, Chúa đã hỏi nhóm Pha-ri-sêu: "Ngày Sa-bát được phép làm điều lành hay điều dữ?" Họ làm thinh vì cảm thấy khó trả lời, hay vì cố chấp không nhìn nhận lẽ phải. Sau đó, Đức Giêsu đã chữa lành người bại tay. Câu trả lời của Ngài là cứu giúp một người đang đau khổ. Đó là làm điều lành. Từ chối giúp đỡ khi người khác cần. Đó là làm điều dữ. Qua việc chữa lành người bại tay, Chúa Giêsu dạy họ: "Ngày Sa-bát không chỉ là ngày để thờ phượng Thiên Chúa, mà còn là ngày để thực thi việc bác ái nữa." Ngày Sa-bát được dành ra với mục đích là làm vinh danh Thiên Chúa. Trên lý thuyết, cả hai nhóm đều công nhận, nhưng trên thực tế thì lại ứng xử hoàn toàn khác biệt. Đối với Chúa, làm vinh danh Ngài là yêu thương, cứu sống những người hoạn nạn đau khổ. Ngược lại, nhóm biệt phái cho rằng phải tuân giữ tuyệt đối các khoản luật liên quan đến ngày Sa-bát. Vì sao cùng một niềm tin như nhau lại dẫn đến hai lối hành xử khác nhau như vậy? Với Đức Giêsu, ngày Sa-bát được lập nên vì con người. Nói cách khác, luật là phương tiện nhằm phục vụ con người. Còn với nhóm Pha-ri-sêu, con người được dựng nên vì ngày Sa-bát. Họ quá chú trọng vào luật đến nỗi, khi đứng trước nỗi đau khổ của người khác, họ cũng không còn lòng thương xót và trở nên vô cảm lạnh lùng. Ngày nay, chúng ta không giữ ngày Sa-bát, mà giữ ngày Chúa Nhật. Có lẽ nói về tinh thần giữ đạo, phải kể đến người Công giáo. Đi lễ, lần hạt, cầu nguyện, luôn chiếm vị trí ưu tiên trong việc thờ phượng Thiên Chúa. Thế nhưng, nhiều người quên rằng thờ phượng Thiên Chúa còn được thể hiện qua mối tương quan với tha nhân. Đó là tinh thần sống đạo của người Kitô hữu. Chúng ta sống đạo như thế nào? Khi xã hội còn quá nhiều người nghèo khổ, cả về vật chất lẫn tinh thần, cần được san sẻ và giúp đỡ. Chẳng đâu xa, đó chính là những người sống bên cạnh. Chúng ta đã đủ quan tâm và nhạy cảm, đáp ứng những nhu cầu của họ chưa? Hay tôi luôn nói yêu Chúa mà lại vô cảm trước những nỗi khổ đau của người khác? Như Thánh Gioan đã nói: "Ai nói yêu mến Thiên Chúa mà lại ghét anh em mình, người ấy là kẻ nói dối."
Lạy Chúa, xin giúp chúng con thay đổi cách thức sống đạo, từ trong suy nghĩ đến hành động. Xin hướng dẫn chúng con luôn phục vụ anh chị em trong tình bác ái. Qua đó, chúng con hiểu và thực thi giới luật cao nhất là mến Chúa yêu người. Amen. Yêu Thiên Chúa như vầng dương soi tỏa khắp nơi. Tình yêu Thiên Chúa là vì sao giữa đêm mù tối. Tình yêu Thiên Chúa dìu con vượt qua sóng đời nổi trôi, thuyền con giữa dòng đại dương bấp bênh Ngài ơi. Tình yêu Thiên Chúa như dòng sông êm đềm lướt trôi, chảy xuôi năm tháng để hồn thơ tắm trong tình mê. Tình yêu Thiên Chúa nồng say là hương gió trời dịu êm, dịu đưa tháng ngày bình yên với bao êm đềm. Con ca ngợi ngàn đời tình Ngài kiên vững, suối thiêng dạt dào ngọt ngào tình yêu mến thương. Tình Ngài ngàn năm như núi cao sông dài biển khơi, cao vời tình cha con hát ca muôn đời chẳng ngơi. Tình yêu Thiên Chúa như mùa xuân tô đẹp ước mơ, tuổi thơ yêu dấu ngày và đêm khát cao tình Chúa. Ngài luôn dõi bước đời con đổ muôn phúc ân tràn lan, và luôn đỡ nâng bùi an những khi sầu vương. Tình yêu Thiên Chúa không nhạt phai dẫu đời đổi thay, nào ai có biết tình Ngài luôn sắt son bền vững, là chân thiện mỹ thâm sâu để con kiếm tìm ngày đêm, hồn con khát vọng cậy trông vững tin nơi Ngài.